Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Tiên Lữ, Hưng Yên vừa phê chuẩn quyết định khởi tố 11 bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 8 đối tượng về tội cướp tài sản. Các đối tượng hoạt động manh động, theo trào lưu, chặt biển số 89 đăng lên TikTok để thị uy, khoe chiến tích. Trước đó, ngày 2 tháng 8 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên nhận được tin báo của Công an xã Thiện Phiến về nội dung. Khoảng 23 giờ ngày 25 tháng 7 năm 2024, trong khi một người đàn ông đang điều khiển xe mô tô phía sau chở bạn đi trên đường, thì bị một nhóm thanh niên, thiếu niên đi xe mô tô cầm theo nhiều hung khí, vỏ chai đuổi đánh. Anh bị nhóm đối tượng trên dùng tuyếp sắt vụt gãy xương cánh tay. Khi anh bỏ chạy, nhóm đối tượng tiếp tục truy đuổi, khiến anh lao xe vào nhà dân và ngã ra. Nhóm đối tượng tiếp cận, đánh và dùng kiếm, chặt đứt đuôi xe, kèm theo biển số mô tô của anh và mang đi. Nhận thấy mức độ rất nghiêm trọng của vụ việc, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Tiên Lữ đã nhanh chóng, khẩn trương tiến hành rà soát, xác minh triệu tập 26 đối tượng liên quan đến vụ việc, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Tiên Lữ ngay lập tức họp đánh giá, phân loại hành vi và các đối tượng. Viện Kiểm sát Nhân dân huyện phê chuẩn bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Trình, sinh năm 2007, cầm đầu nhóm đối tượng tỉnh Thái Bình, và Trần Quang Huy, sinh năm 2006, cầm đầu nhóm đối tượng tỉnh Hà Nam, về tội cướp tài sản. Ngày 15 tháng 8 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Tiên Lữ đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 11 đối tượng và ra lệnh bắt bị can để tạm giam 8 đối tượng. Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên đã phê chuẩn các lệnh, quyết định trên. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội. Bệnh viện Phụ sản Trung ương vừa thông tin về một ca sinh mổ diễn ra tại bệnh viện. Người phụ nữ 41 tuổi sinh mổ lần thứ 7 an toàn. Bệnh viện đánh giá đây là ca sinh rất hy hữu. Theo thông tin từ bệnh viện, người mẹ 41 tuổi sinh sống tại Hà Nội, hiện có 7 con gồm 3 gái và 4 trai đều khỏe mạnh. Chị đã trải qua 7 lần sinh mổ, trong đó 5 lần sinh tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Trong lần mang thai này, do tiền sử mổ 7 lần, 6 lần mổ đẻ, 1 lần mổ phụ khoa, lớn tuổi và bị tiểu đường thai kỳ nên chị cũng sinh tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Trao đổi về trường hợp đặc biệt này, ông Nguyễn Duy Ánh, giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, người trực tiếp thực hiện ca mổ cho biết, 35 năm làm nghề sản khoa, đây là lần thứ hai ông thực hiện ca mổ hy hữu, có số lần mổ đẻ nhiều đến thế. Theo ông Ánh, đẻ thường đã là nguy hiểm, còn sản phụ này mổ đẻ đến 7 lần là một trường hợp rất hiếm. Trước một ca đặc biệt, ông cũng rất quan tâm làm sao để tốt cho mẹ và bé. Ca mổ đã thành công, em bé chào đời khóc to, hồng hào. Thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương, tuần qua, khoa điều trị tích cực nội khoa của bệnh viện đã tiếp nhận 5 trường hợp đuối nước nghiêm trọng. Trong đó, chỉ có một trẻ được sơ cấp cứu ban đầu đúng cách nên đã hồi phục tốt. 4 trẻ còn lại do bị vác dốc ngược trên vai rồi chạy nên đang trong tình trạng nguy kịch. Bác sĩ Hoàng Ngọc Cảnh, khoa điều trị tích cực nội khoa Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, ngoài trường hợp bé gái 4 tuổi bị đuối nước khi đi tập bơi nhưng được thổi ngạt, ép tim đúng cách nên hồi phục tốt, còn lại những trẻ khác đều ở trong tình trạng hôn mê, suy hô hấp, suy tuần hoàn, suy đa tạng do người lớn vác dốc ngược trên vai rồi chạy. Các bác sĩ cho biết, thời gian chịu đựng thiếu oxy của não tối đa chỉ khoảng từ 4 đến 5 phút. Nếu quá trình thời gian này sẽ dẫn tới tổn thương não không hồi phục, gây tử vong hoặc là di chứng thần kinh. Vì thế, khi thấy một trẻ bị đuối nước không tỉnh, không thở, ngừng tim thì cần phải hồi sức tim phổi, thổi ngạt, ép tim ngay. Vì nhiều người có thói quen dốc ngược trẻ lên vai rồi chạy sẽ làm cho các dịch ở dạ dày trào ngược hít vào đường thở và làm chậm trễ hồi sức tim phổi, làm mất thời gian vàng để cấp cứu trẻ, thậm chí gây thêm các tổn thương cho trẻ. Sán não là bệnh nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương gây ra bởi ấu trùng sán dây lợn. Đáng chú ý, bệnh thường dễ bị chẩn đoán nhầm sang các bệnh khác. Vì thế, nhiều bệnh nhân phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn. Sán não được cho là nguyên nhân chính gây ra các cơn đau đầu, động kinh, co giật. Khi có các dấu hiệu này là giai đoạn nang sán đã phát triển khiến cho quá trình điều trị khó khăn, kéo dài. Ghi nhận của phóng viên tại Bệnh viện Đặng Văn Ngữ, Viện Sốt rét ký sinh trùng, côn trùng trung ương sẽ là thông tin cuối của Y tế trong ngày. Khoảng một năm nay, anh Cà Văn Tâm nhiều lần bị động kinh, co giật, sùi bọt mép. Khi đi khám ở bệnh viện tuyến dưới, anh được chẩn đoán u não. Tuy nhiên, sau một thời gian dài điều trị,
bệnh vẫn tái phát. Khi khám lại tại một bệnh viện khác, anh mới biết mình bị bệnh sán não và được chuyển lên bệnh viện Đặng Văn Ngữ điều trị. Thì lần đầu tiên thì cũng ngủ rồi thức giấc rồi lại bị tự dưng lại bị méo mồm, sùi bọt. Thì cũng thường trước thì cũng ăn đồ sống với lại ăn rau sống. Tương tự như anh Tâm, ông Tòng Văn On cũng thường xuyên rơi vào tình trạng buồn nôn, co giật. Cơ sở y tế ban đầu không xác định được bệnh khiến cho tình trạng của ông tiếp diễn từ năm ngoái đến nay. Khoảng 7 giờ thì già rồi, tôi dậy thì đến mắt thứ đợi nhìn nhà không ra nhà nữa. Nhưng có khi nó đau quá mức rồi, không thấy nó đau không thấy nữa. Thế tự nhiên nó là cả một bên này thôi là giật, mấy đứa con đẻ không được. Cái bệnh nếu như tôi vừa trao đổi những cái triệu chứng của nó thế, có thể là đau đầu, co giật hoặc là như là sùi bọt mép hay gì đấy, hoặc là một số trường hợp nó còn yếu nửa người đấy, thì nó rất dễ nhầm với một số những cái bệnh khác như tổn thương trên não, ví dụ như là đột quỵ não này, u não này. Ngoài động kinh, co giật, triệu chứng thường gặp của bệnh sán não là đau đầu dữ dội, nôn mửa, chân tay tê. Đa phần các bệnh nhân đều chủ quan trước biểu hiện của bệnh. Chỉ khi triệu chứng diễn biến không dứt, các bệnh nhân mới đến cơ sở y tế khám và điều trị. Là trước nó bị lâu rồi, là cứ đau đầu âm y. Thì chị đi khám ở bệnh viện huyện thì người ta bảo chị là bị chứng u tai. Nó dậy lên ảnh hưởng dây thần kinh trong đầu. Chị phải uống thuốc thần kinh thì nó cũng càng ngày nó cũng phát triển như thế. Chị cũng chẳng đi khám thì là sẽ nghĩ là về hoàn cảnh gia đình nó không có điều kiện nên là chị cứ để thế thôi. Cách đây 5 năm ấy là mình đã đau đầu mấy tháng rồi. Cứ đau đầu uống thuốc vào thì khoảng được mấy tiếng hết hơi thuốc lại tiếp tục đau. Thì mình với con gái đã lên Việt Đức chụp chiếu thì họ chụp xong họ bảo là nhập viện là bị u lão. Thì nhập viện mổ nhưng mà nằm mất 5 ngày đấy là họ theo dõi đến ngày hội chuẩn để mổ thì họ thì bảo là vôi hóa thôi. Thời gian gần đây, số lượng bệnh nhân mắc bệnh sán não gia tăng, nguyên nhân gây ra bệnh sán não do ấu trùng sán lợn. Những thực phẩm như rau sống, tiết canh, các loại gỏi có nguy cơ nhiễm sán lợn rất cao. Nhiều người có suy nghĩ mình ăn ít thực phẩm trên hay ăn lợn sạch, lợn nhà nuôi sẽ không nhiễm bệnh. Tuy nhiên các bác sĩ đã khẳng định quan niệm này là sai lầm. Nhiều người cho rằng là mình nuôi chăn nuôi sạch ấy, thì mình sử dụng những cái thực phẩm đấy thì có bị nhiễm hay không, thì quan điểm đấy là sai, vì là một số trong quá trình chăn nuôi ấy, là mình không kiểm soát được cái quá trình chăn nuôi nên ra cái gia súc vẫn có thể bị nhiễm bệnh, và khi mình ăn phải những cái thực phẩm nhiễm bệnh đấy thì nó cũng có thể là bị mắc bệnh. Ở đây chúng tôi điều trị theo phác đồ của bộ, cũng được Bộ Y tế đăng tải lên trên mạng. Thế thì phác đồ điều trị của nó một liệu trình là 3 đợt uống thuốc. Đấy, tùy thì loại thuốc. Sau cái 3 đợt thì chúng tôi sẽ đánh có những cái chỉ định chụp cộng hưởng từ đánh giá lại cái tổn thương ở trên não như thế nào. Có giảm về số lượng hay không, đáp ứng với thuốc như thế nào. Sau đó chúng tôi sẽ quyết định có điều trị tiếp hay không. Kể cả bệnh nhân này có những cái điều trị, sau điều trị những cái còn những để lại những cái di chứng là những cái nốt vôi hóa, thì khi mà có những cái yếu tố thuận lợi như trái gió trở trời hoặc là những sử dụng những chất kích thích như bia rượu hoặc là có những cái sang chấn về tâm lý thì nó có thể gây một số những hiện tượng đau đầu hoặc co giật. Đấy là những cái triệu chứng mà sau này sau khi điều trị nó có thể để lại như vậy. Bệnh sán não trải qua một lộ trình điều trị kéo dài có thể tính bằng nhiều năm. Nhiều bệnh nhân đã không kiên trì, bỏ dở quá trình điều trị. Tuy nhiên, các bác sĩ khuyến cáo nếu không điều trị dứt điểm bệnh sán não, những triệu chứng như đau đầu, động kinh, co giật vẫn sẽ tái phát. Để phòng bệnh sán não, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần phải vệ sinh cá nhân sạch sẽ, tránh tiếp xúc với môi trường đất, cần rửa tay sạch trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Cần vệ sinh môi trường sạch sẽ, quản lý tốt nguồn phân lợn, bò, tuyệt đối không dùng phân tươi để tưới rau, không ăn thịt lợn gạo, tiết canh, nêm thính, nêm chạo và điều trị người bệnh khi có biểu hiện nhiễm sán dây.